Chiều ngày 13 tháng 8, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có buổi họp báo thông tin chính thức về nghi án lây HIV do một y sĩ dùng chung kim tiêm tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Theo báo Thanh Niên, tại cuộc họp báo, ông Hà Kế Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, theo kết quả test nhanh và xét nghiệm cho thấy, có 42 trường hợp phát hiện nhiễm HIV trong 3 năm qua là người xã Kim Thượng. Xã này là xã khó khăn, có 6.627 hộ dân, trong đó 97% là người đồng bào dân tộc Mường và người Dao. Theo luật phòng chống HIV, nghiêm cấm cung cấp thông tin tên họ hình ảnh người bị nhiễm nếu cá nhân đó không đồng ý, do đó không thông báo danh tính của người bị nhiễm. Tuy nhiên, ông Sang xác nhận đã có 5 người chết vì bệnh này. Đại diện Sở Y tế Phú Thọ cho rằng, có thể một số người bị lây nhiễm vì các lý do khác nhưng ngại nói ra, hoặc do họ bối rối chưa thông tin chính xác. Còn việc cho rằng họ lây nhiễm HIV từ việc y sĩ dùng chung kim tiêm chỉ là thông tin một chiều. Hiện Bộ Y tế đang cử các chuyên gia điều tra, từ đó sẽ có kết luận chính thức.